Xin biết chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại qua lại với kênh Phụ Tùng Riêng Sơ Cấp. Thật sự không phải là điêu ngoa nếu các bạn nghe tới shop Ken Ken là các bạn nghe tới sản phẩm siêu đẹp và siêu độc nha. Đây, một em mặt nạ Honda Custom cốp nổi dành cho anh em. Hết sải ông bà bảy luôn nha. À, rõ sắc nè, sơn zinc nè, mặt nạ nè, sơn zinc đẹp nè, logo siêu đẹp. Chỉ có một cái duy nhất, một cái duy nhất dành cho anh em lên xe cộp. Vậy anh em nào có xe thường thường thì sao? Có luôn. Nếu xe anh em thường thường, vừa vừa, này xếp cái chốt, chưa gắn chốt. Nếu xe vừa vừa thì gắn cái vừa vừa, cái này thì rẻ thôi các bạn. Đây, cái này chưa gắn cái chốt phía sau các bạn, mới giá vô à, chưa gắn cái chốt nha. Đây, nước sơn cũng đẹp nhưng mà nó không đẹp bằng, nó có dấu mèo cào anh em thấy không, dấu mèo cào, cái hay là cái logo nó bị xuống cái nước, cái thằng lao lao mà khăn giấy thôi các bạn, lao nước cái bóng khó chịu đó, thấy không? Anh em nhìn cái bên đây coi, một cái là siêu bóng, một cái là lâu. Thì anh em nào muốn rẻ thì cái này rẻ nha. Rồi, anh em nào muốn len can len can thôi, để cho anh em so tí nha. Đó, thấy không? À, đã chưa, đã chưa, nó phải lăn ngò như vậy phải không? Đó, là mặt trước nè. Ê, nhìn anh em nhìn cái tay của mình nước nè, thấy nước không, nước không, nước không. Ê, cực đẹp luôn. Đây, phần trên nè, không có một tí xước mèo cào nào luôn các bạn. Anh em lưu ý sơn zinc nha các bạn, không có dặm tốt nha, sơn zinc luôn ạ, nguyên zinc. Đó, là anh em biết tháo cái con xe này ra là bao nhiêu tiền ha, bèo lắm, một chiếc xe có 60-70 triệu rồi. Len can chưa. Rồi, mặt nạ này, con mặt nạ nè, không có một vết chạy xước nào luôn, vẫn còn bén ngót. Đây là những chiếc xe gọi là xe thùng luôn anh em, tháo xe thùng nữa. Rồi, có luôn cả bát mặt nạ luôn, rõ mặt nạ sơn zinc, anh em nhìn thấy cái nước sơn chưa. Đó, chơi xe là chúng ta chơi, là chúng ta chơi cho tới các bạn, chơi là phải chơi cho tới. Đó, chơi mà không tới nó gọi là nửa mùa hay là nửa nạt nửa mỡ. Mà nửa mùa với nửa mạt, nạt nửa mỡ là không vui rồi, thấy không? Chơi là phải vui. Đó, tan phía sau chân nhắc lô cực đẹp. Bên mình còn cặp cốp nữa, cái full đẹp này nè, còn một cái sườn đẹp như vậy, một cái vỏ phụ trước đẹp như vậy luôn, một cái vè trước đẹp như vậy luôn, một cái vè sau đẹp như vậy luôn, cặp cốp đẹp như vậy luôn, và một cái chữ A đẹp như vậy luôn. Nhưng mà lên từ từ các bạn, lên nhiều ngột, lâu lâu lên cái. Ok, rồi anh em nào có nhu cầu sở hữu em nó, giá cũng không phải là quá mắc mà cũng rẻ thôi. Anh em nào muốn sở hữu em nó, gọi số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Lưu ý phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua nha các bạn. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý tất cả những món hàng bên shop mình chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code, không nhận cọc, người thật việc thật. Ai ở gần shop qua trực tiếp bên shop để lấy, ở xa cho người thân qua lấy, còn không có người thân vui lòng chuyển tiền mình ship bưu điện, không ship code. Không có chuyện là đem hàng ra bưu điện chụp hình bill xong rồi thấy hàng mới chuyển tiền, không rảnh nha các bạn. Mình không rảnh để làm việc đó.
thời gian rảnh của mình để live stream quay sản phẩm cho các bạn coi nè. Còn ai dư tiền thì cứ chuyển tiền là mình ship hàng, chứ mình không có rảnh là đóng hàng xong rồi đem ra bưu điện chụp hình lấy bill rồi các bạn mới chuyển tiền. Nhiều khi mình đóng hàng xong đem ra bưu điện, lúc đó các bạn đang ngồi trong toilet các bạn ỉa làm sao các bạn chuyển tiền, đúng không? Ví dụ vậy thôi. Đợi các bạn đi xong, nhiều khi lỡ đi 1 tiếng đồng hồ sao không biết được. Nên cứ tiền trao là cháo múc các bạn, tiền trao là cháo múc. Rồi đây là cái đẹp nha. Còn nếu mà xe các bạn vừa thì chúng ta đi cái mặt nạ này, chứ cứ gắn hai cái chốt vô nó sụp sụp. Mặt nạ xe các bạn vừa các bạn đi cái mặt nạ này đó, không lỡ xa vào đôi mắt em chiều nay sao tóc dài. Đây xe các bạn nào vừa đi mặt nạ này, cái này thì rẻ mấy trăm ngàn thôi các bạn, rẻ nha, đủ chơi. Giờ mặt nạ như thế này bên mình có rất là nhiều, nhưng mà bên mình ít khi show những cái mặt nạ này ra cho các bạn coi. Lưu ý nha, ít khi show mặt nạ ra cho các bạn coi. Khi bên mình báo giá cho các bạn là sẽ báo giá hàng đẹp vậy nè. Còn xấu như thế này bên mình sẽ nói trước là hàng hơi xấu, giá rẻ. Còn bên mình không nói câu nào là hàng đẹp. Nhưng mà đẹp cỡ nào bên mình cũng có chụp hình quay phim lại cho các bạn coi trước khi còn mua. Chứ không phải là nói đẹp rồi xong rồi chuyển tiền vô xong gửi về cái xấu, không có. Tất cả những sản phẩm khi các bạn mua bên mình, các bạn sẽ được xem hình trước của sản phẩm trước khi các bạn chuyển tiền. Lưu ý nha, nên đừng lo đẹp hay xấu, các bạn sẽ được xem sản phẩm trước khi chuyển tiền. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đang theo dõi kênh video Phụ Tùng Vin. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Vin sẽ cấp hàng ngày. Từ bữa giờ thì mình mới dọn nhà cho nên không có thời gian rảnh để mà live stream thường xuyên cho các bạn cũng như là tâm sự với các bạn. Còn bây giờ thì rảnh rồi các bạn, mới thuê được hai người đóng hàng, hai người check đơn online, hai người giữ tiền đó. Còn mình chỉ ngồi live stream với các bạn thôi, cho nên thời gian sắp tới là các bạn sẽ thấy mình hàng ngày live stream hàng ngày luôn. Mà lúc nào mà các bạn không thấy mình live stream là lúc đó đang đóng hàng đó. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Vin. Hẹn các bạn tối nay chúng ta sẽ live stream trực tiếp và chúng ta sẽ nói chuyện nha. Live stream trực tiếp uống cà phê các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới. Bấm vào nút đăng ký phía dưới.